Hello my friend and welcome to the dating game my friend, một game hẹn hò. Ê, cảm ơn anh vì đã đến nha. Cái gì? Nơi này đóng cửa lúc 8 giờ nên là mình phải làm gì đó làm nhanh lên hả? Phải không? Thôi, để mình nói chuyện nào. Em có phải là một người thức vào buổi sớm không? Không. Em ghét thức dậy sớm lắm. Em thích thức khuya cơ. Thế em có phải là người gọi là sống về buổi đêm không? Ban đêm thì rất yên lặng và yên tĩnh. Anh có nghĩ vậy không? Em có hay sử dụng mạng xã hội không? Không. Em luôn luôn tránh xa tất cả những thứ đó. Wow. Talk. Wait what? Thế em không phải là một người gọi là thích mạng xã hội à? Em xóa tất cả tài khoản gọi là mạng xã hội của em mấy năm trước rồi. Talk. Em có thích con gì không? Em nghĩ rùa thì thật là gọn gàng. Thế em có yêu thích con gì không? À không, từ từ, cái này chứ. Em sợ cái gì nhất? Hỏi cung à? Em thường rất là sợ ong. Công việc tệ hại nhất mà em đã từng làm là gì? Cái này đang thẩm vấn mấy friend ạ. Vài ngày trước em được thuê làm cái linh vật gì đó Halloween. Hình như nó không thích gì vậy. Thoát. Cái gì động vật yêu thích nhất của em là con chim cánh cụt hạ này chứ. What the hell? Tại sao gọi là cái mối quan hệ trước của em lại kết thúc vậy? Sao anh lại hỏi em thế? Bạn đã bị từ chối mày với em. Date. Hello, game này có RPG không đấy? Uê, cảm ơn anh đã đến. Cái nơi này đóng cửa lúc 8 giờ tối, cho nên là chúng ta có thể nói cho đến lúc đó à? Ok, nói nhanh. Thóc. Em có hay chơi thể thao không? Em chơi bóng đá với bạn của em đôi lúc. Thóc, nhanh. Em chơi bóng đá à? What the fuck? Em nói thế bao giờ? What? Wait what? Sao con này mồm điêu thế? Nó vừa bảo nó chơi bóng đá xong mình hỏi là nó chơi bóng đá hả? Nó lại bảo không nói, flex là cái đinh gì? Flex là thoát game à? Từ, mình phải tán cho bằng được con này mình mới thoát game được. Không thể nào ra đi một cách trắng tay như thế được. Date. Ủa sao giờ màu khác vậy? Ê, cảm ơn anh đã đến. Nơi này đóng cửa lúc 8 giờ, cho nên là chúng ta có thể nói đến lúc đó thôi. Ok. Cái sự xấu hổ nào mà em không dám thừa nhận nhất? Hay là cái sự sở thích gì mà em gọi là xấu hổ mà không dám nhận chứ lọ? Em coi Ludwig trên tweet. Ludwig là thằng nào? Em xem Ludwig trên tweet sao? Em coi mọi buổi stream của anh ấy. Em nhận phần thưởng follow, nhưng mà anh ấy lừa em. Ok. Em thích tác giả nào nhất? Tác giả mấy cuốn sách hay sao? Nishoy Shin. Ok, mình biết thằng nào luôn. Em có hay chơi thể thao? Em thực sự không chơi thể thao cho lắm. Còn mồm điêu này hồi này nó bảo chơi bóng đá mà. Ở thế chết cha là hỏi cái gì bây giờ. Dạo này em có đi đâu chỗ nào thú vị không?
Em đến Ý rồi. Get gone. Em có hay chơi game không? Dạo này em chơi một cái game tên là game hẹn hò á. Game rất là thú vị. Ok, nó đang nói về chính cái game này luôn. Chết cha rồi, hỏi cái gì bây giờ. Em cũng muốn học thêm cái ngôn ngữ nào khác không? Hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà em nghĩ là học tiếng Hàn nó cũng hay lắm. À, lộn, tiếng Nhật chứ. Em sợ cái gì nhất? Em thường rất là sợ ong. Ok. Talk. Nice, vẫn nói chuyện được nè. Thế em có thích trời mưa không? Đang mưa kìa. Ôi em yêu mưa lắm. Em không thể chấp nhận được bầu trời quang đãng. Cha lại hỏi cái gì bây giờ? Hình như là cái này đúng không? Tác giả yêu thích nhất của nó là Ni Soi Sin gì đây đúng không? Dạo này em có muốn làm gì không? Em thực sự chưa bao giờ học cách nấu ăn cả. Ok. Em bao nhiêu tuổi đấy? Sao anh lại hỏi cái chuyện đó? Bạn đã bị từ chối mày về đây. Ủa gì kỳ vậy? Không được hỏi tuổi con gái à? Hello nu mày về đây. Sao nu chat cái gì mà trắng tinh mày không nhìn thấy cái gì vậy? Màn hình trắng bóng tay vậy. Game cua gái mày về đây. Chừng nào mà mình tán đổ được con này thì mình may ra mới có cơ hội thoát ế ngoài đời chứ bây giờ không ổn rồi. Em có ước mơ công việc gì không? Em luôn luôn muốn trở thành gọi là một bác sĩ tâm lý mà friend ghê con. Này trên cái chat mình có bác sĩ sang chấn tâm lý mà đi đâu mất rồi á. Ồ em muốn là bác sĩ sang chấn tâm lý hả? Bạn của em lúc nào cũng gọi là đổ hết mấy vấn đề của tụi nó lên đầu em. Cho nên là tại sao em không làm việc đó để sống chứ? Giờ em có đi đâu vui vui không? Chắc là trả lời của ấy tiếp này. What? Giờ em lại đến Canada. Ghê con. Thì chứ mình hẹn hò con khác rồi phải. Thế bài hát yêu thích nhất của em là gì? Em thích bài Disorder của ai đó? Chết cha chưa kịp đọc. Cái sở thích gì mà em quá xấu hổ để có thể thú nhận nó được? Em xem Ludwig trên Twitch. Thằng còn lại Ludwig từ thằng nào vậy? Chết cha rồi. Mấy câu này không được hỏi lại đâu mấy bạn ạ. Em đến trường để làm gì? Em đang cố gắng học để trở thành y tá. Ok. Wait, what? Sau này bà muốn làm bác sĩ tâm lý? Thôi kệ đi. Ban nhạc yêu thích nhất của em là gì? Hình như đâu được, hồi nãy mình hỏi rồi mà. Shit. Bài hát yêu thích, không hỏi ban nhạc được. Ban nhạc yêu thích nhất? Aoi. Không có ai cạnh tranh được với Aoi hết. Ok. Chết cha rồi. Em làm được bao nhiêu tiền? Gì cô nên hỏi cái này không? Nhưng lên hết giờ kìa. How much money do you make này chứ? Tháng em làm được bao nhiêu tiền? What the fuck? Sao tự nhiên hỏi mấy câu này thấy có vô duyên đó. Giống như hồi nãy hỏi em bao nhiêu tuổi. Nhưng mà mấy cái này hỏi hết rồi. Hay là mình hỏi cái gì đây ta? Favorite actor đi. Diễn viên yêu thích nhất của em là gì? Hello kẹt đẹp dài bên em. Mình bấm chat với bạn lên nó có hiện không? Hình như vẫn... Ủa nó vừa nói cái gì á? Chết cha rồi, vừa nói chuyện với gái vừa nhắn tin điện thoại, có nghĩa là đọc chat của mấy bạn. Bây giờ mình biết nó vừa nói gì hết. Em cảm thấy như thế nào về vấn đề hôn nhân vậy? Xanh là hỏi em cái điều đó.
Bạn đã bị từ chối, mày vậy đấy. Ê, cảm ơn anh đã đến. Nơi này sẽ đóng cửa cho đến 8 giờ. Vậy là có nghĩa là mình phải hỏi mấy cái câu gì đó lịch sự cho đến lúc 8 giờ thì thôi mà ra. Biết đâu sau khi chơi xong game này mình sẽ học được một cái điều gì đó. Sau này nói chuyện với gái mình biết cái điều gì nên hỏi và điều gì không, hiểu không? Game bổ ích lắm đấy, không phải đùa đâu. Dành cho các bạn đang ê sắc ế mà ra. Đúng rồi. Câu hỏi đầu tiên và tự nhiên nhất này. Em sợ cái gì nhất? Abandonment. Sự bỏ rơi. Em sợ sự bỏ rơi sao? Em không muốn nói về chuyện đó. Đúng rồi, tại vì em sợ mà. Thế em có nuôi chó nuôi mèo gì không? Em có 2 con chó. Thế em đến từ đâu? Em đến từ Seattle, Washington. Nhưng mà em chuyển đến đó khi em đang còn nhỏ. Rồi ok. Em đi học để làm gì? Em đang cố gắng để trở thành y tá. Rồi ok. Sau này em muốn làm gì? À quên, bây giờ em đang làm gì chứ lộn. Bây giờ em đang phục vụ ở nhà hàng à? Ok. Ban nhạc yêu thích nhất của em là gì? Avay. Không ai cạnh tranh được với Avay hết. Avay hay chỉ vờ mày phải đẹp. Thế hồi nãy mình hỏi cái câu gọi là Wait what? Chết cha, đằng này mình hỏi câu gì mà mình không đọc thì vậy. Em đến từ Poland à? Đâu có phải đồng nội. Em hay làm chuyện này không là sao? What the hell? Em cảm thấy như là hôn nhân không được hỏi đâu mấy bạn. Ban nhạc yêu thích hỏi rồi. Chắc là mình phải hỏi diễn viên yêu thích. Diễn viên yêu thích của em là ai đấy? Jack Nicholson. Fan hâm mộ lớn của Jack Nicholson mấy bạn. Cái gì mà Jack Crawford đây còn lận nhân vật. Chết cha rồi. Dạo này em có coi phim gì hay không? Bạn của em thì giới thiệu cho em phim La La Land. Nói chung á, 2, 4, 6, 8. Trong 8 cái câu hỏi này mình chỉ được hỏi một câu thôi. Có một câu là sai đấy. Bấm vào là chết đấy. Ví dụ như mình hỏi cái câu là em có chó không là bậy rồi. Tại vì hồi nãy nó trả lời là nó có 2 con chó rồi. Nếu mình hỏi câu này có nghĩa là mình không lắng nghe nó, mình không quan tâm nó. Rồi ban nhạc của nó là Alave chứ không phải là On Way my friend. Nếu mà hỏi như thế là bảo anh bị điếc à. Rồi em đến từ đâu mình cũng hỏi rồi. Seattle cái gì mà Washington gì đó mà chuyển đến đi còn nhỏ. Giờ anh em có hẹn hò với ai không? What the fuck? Sao em muốn nổi tiếng không? The hell? Em có cao bao nhiêu mét? Em có sợ bị bỏ rơi không? Em có nghiện rượu không? Tôi chết rồi. Hả? Giờ mới ngộ ra dụng cột gà lắm. Sắc nằm cụ lái. Hỏi như hỏi cung vậy. What the hell? Đây là hỏi hỏi quan tâm. Em đi học để làm gì? Chắc mình dịch lộn. Không, bây giờ giúp mình phát mấy cái đẹp. Help. Trong 8 cái câu trả lời này là có 7 câu sai đấy. Giờ mình chỉ được hỏi một câu thôi. Mình đang nghiêm túc đấy. Bây giờ hỏi câu gì đây? Em cao bao nhiêu mét? Theo như mình nghĩ là câu này là câu hỏi hợp lý nhất trong cái tình huống hiện tại. Chứ tự nhiên mình hỏi là em có muốn nổi tiếng không là cái quái nữa. Rồi em có hẹn hò với ai gần đây không? Rồi em có nghiện rượu không? What the hell? Bây giờ chỉ còn 4 câu này là mình chưa hỏi thế này. Nhưng mà hỏi 3 câu còn lại sợ bị nó đuổi lắm. Ok, Phú Lê bảo số 1. Lộc cùng bảo số 1. Đừng hỏi chiều cao à. Mình đang định bảo hỏi chiều cao luôn. Ok, cảm ơn Netflix. Đúng là những người chuyên gia tán gái. Bây giờ mình sẽ hỏi câu là em có muốn nổi tiếng không? Không. Em thích cái sự riêng tư của mình hơn. Wow. Cảm ơn mấy friend nha. Hay lắm. Những gọi là người ta gọi là cái gì, gia sư à? Không phải những quân quân sư hả? Nói chung là mấy bạn làm tốt lắm. Ban nhạc yêu thích hỏi rồi nè, em muốn nổi tiếng không hỏi rồi nè, nỗi sợ hãi nhất hỏi rồi nè, em có sợ bị bỏ rơi không hỏi rồi nè, bây giờ em làm cái gì thì em đang làm hầu bàn rồi nè, diễn viên yêu thích nhất hỏi rồi nè, ban nhạc yêu thích nhất hỏi rồi nè, em đi học vào trường y hả thì cũng hỏi rồi nè. What the hell? Ủa, tôi chết rồi. Hay là mình lộn cái lần chơi này với lần chơi trước. Quân sư tình yêu. Nice. Hỏi chiều cao là xịt chắc luôn à. Không biết á. Bây giờ hỏi cái gì đây?
Loại trừ đi, loại trừ đi. Abandonment cái này chắc chắn không phải, tại vì hỏi rồi. Nỗi sợ hãi hai cái này hỏi rồi nè. Famous vừa hỏi xong rồi, không muốn nổi tiếng rồi mà. Cái ban nhạc yêu thích nhất của nó hồi này nó kêu là Alave gì đó, đúng không? Bây giờ em học để làm gì á? What do you do for work? Bây giờ em đang làm gì? Nó kêu nó đang làm phục vụ bàn mà. Favorite actor này mình cũng hỏi rồi mà. Nicolas gì đó mà. Rồi favorite band. Wait, what? What's your favorite band name? Who's your favorite band? Hai câu này khác nhau vậy. Tên của ban nhạc yêu thích nhất, còn đây giờ là ban nhạc yêu thích nhất là ai? Hai câu này khác cách gì nhau? Hỏi actor đi hả? Hỏi diễn viên đi hả? Rồi ok, cái này do mấy fan chọn đấy. Diễn viên yêu thích nhất của em là gì? Anh đã hỏi em câu đó rồi mà. Ủa vậy hả? Bạn đã bị từ chối mấy fan đấy. Không biết. Nhập với lại Phú Lê tự tự coi là bản thân mình đi, thế mà cũng phải đặt gọi là quân sư tán gái mày, phải quá gà. Khóa đảo game này đi rồi chơi game khác. Never give up. Nơi này đóng cửa lúc 8 giờ, chúng ta phải nói chuyện đến 8 giờ mày, phải được rồi. The most interesting piece of art. Dạo này em thấy cái tác phẩm nghệ thuật nào mà em thấy gọi là hứng thú nhất, hay là em gọi là nhìn quan tâm nhất? Bức tranh Ivan the Terrible và đứa con Ivan. Rồi ok. Chết cha rồi. À đây đây đây, Ivan the Terrible và đứa con Ivan chứ không phải là đứa bố Ivan, ok. Đó là bức tranh yêu thích nhất của em sao? Có một cái sự tức giận gì đó vĩnh viễn nằm ở trong đó, có những cái hệ quả gì đó mà nói ghê vậy. Em đến từ đâu á? Em đến từ một thị trấn nhỏ ở Michigan, mấy friend. Sao em ở khắp nơi đấy? Em có thích du lịch không? Có nơi nào mà em thích đi du lịch không? Em đang muốn đến London lắm. Ừ. Thế em có nuôi chó mèo gì không? Đừng nói nuôi hai con chó nha. Em nuôi ba con chó luôn. Wow. Mới có 5 phút thôi mà em nuôi thêm một con nữa rồi. Chết cha rồi, giờ hỏi cái gì đây? Em đã đến nơi nào thú vị chưa? Ok. Hồi nãy là em có muốn đến, còn bây giờ là em đã đến nơi nào thú vị chưa? Em đã đến Pháp rồi, ghê con. Còn em nó đang muốn đến London nha mấy bạn em. Woo-wee. Trí nhớ của tôi đang bị thử thách. Bây giờ em đang làm gì để sống sinh sống vậy? Chắc là phục vụ bàn đúng không? Đấy, em là phục vụ cho cái nhà hàng này luôn. Rồi ok. Thế tên em là gì? Ừ. Shit. Thật đấy, đùa đấy. Em là bartender ở đây à? Không phải, nó là phục vụ con lợn nhân vật này. Where you from thì nó trả lời rồi. Michigan này. Bức tranh thì đúng rồi. Terrible và Hidden Ivan. Công việc tệ hại nhất em đã từng làm là gì? Cái này là mình nghĩ là nên hỏi nhất này. Chứ tự nhiên hỏi em tên gì là sao? Đáng lẽ phải biết tên ngay từ đầu đi chứ. Rồi em có sợ gọi là cống hiến hết mình không? Tên game Dung. Sao thì giống game của Junito? Không phải đâu, game này là game dating game, không phải tán gói online đâu. Đây là game tập cho mấy fan cách hẹn hò đấy, cách đưa ra những câu hỏi đúng và những câu hỏi nào không nên đưa ra. Nếu mấy fan nó phá đỡ được game này, mình xin đảm bảo mấy fan ra đường tán ai cũng đổ, ok. Bây giờ mình sẽ hỏi cái câu là công việc tệ hại nhất mà em đã từng làm là gì? Chứ mình không dám hỏi là em có dám gọi là tận tụy và cống hiến không đâu. Thank you MGV mấy fan. Let's go. May quá không giận. À, em đã từng làm ở một cái linh vật Halloween một vài ngày trước ở cái cuối tuần trong mùa Halloween ấy. Em cảm thấy như thế nào về hôn nhân? À, nope. Em muốn đi Paris à? Ê, câu này đúng rồi đúng không? Paris là thuộc nước Pháp mà. Hay là thôi mình hỏi, em nặng bao nhiêu ký? Em muốn có con không? Hai câu này như không nên hỏi đâu nhỉ. Thôi mình hỏi câu này cho nó chắc. Câu này nằm trong vùng an toàn của mình mới nên. Câu này chưa hỏi mà. Diễn viên yêu thích nhất của em là ai? Nicolas đúng không?
Wait, what? Ryan Gosling à? Thằng nào không biết? Thế là em muốn đi Paris à? Em đã đến Germany rồi, em đã đến Đức rồi hả? Đâu có. Em đã đến... Em đã đến... Wait, what? Yo, hello Đặng Anh Kiệt. Hỏi Đặng bao nhiêu ký thì ăn block. Tán gái thì hỏi em ăn cơm chưa đây hả? Hay lắm. Cái gì? Ryan Gosling không biết, quá buồn. Không biết thật mà. Em bây giờ làm sao ta? Hỏi cái gì bây giờ? Nỗi sợ hãi nhất mình đã hỏi chưa ta? Chưa đúng không? Em sợ nhất cái gì? Em sợ ong lắm. Ok. Shit. Làm sao mà mình phá đảo được game này đây? Làm sao nói chuyện đến 8 giờ đây? Bây giờ mình còn chưa 6 giờ nữa. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds là thằng nào? Này nhỏ Lộc bảo là Ryan Gosling mà. Em có ba con mèo à? Không phải, nó ba con chó. À đúng rồi, em thích nhất cái đồ ăn gì ở trong gọi là menu của Taco Bell? Em á? Em thích gà khỏa thân. Ok. Tại sao em vẫn độc thân vậy? Oh my god. Em muốn làm việc theo nhóm không? Em là người pha chế ở đây à? Không phải. Câu này là không được hỏi đâu. Câu này mình mới hỏi xong. Em thích cái gì trên menu của Taco Bell rồi? Bức tranh yêu thích hỏi rồi. Em có sợ gọi là kết nối à, commitment có nghĩa là kiểu như là hết mình tận tụy đồ. Beetle là cái gì? Không biết. Ryan Reynolds. Giờ hỏi hai câu này thôi. Câu thứ nhất là tại sao em còn độc thân? Và câu thứ hai là em có thích làm việc theo nhóm hay không, my friend? Help. Hỏi em có muốn có con không là sao? Ê yo. Không biết, mình không rõ lắm. Bây giờ mình chỉ hỏi được hai câu này thôi. Nhanh lên mấy fan giúp mình phát. Hỏi câu là tại sao em vẫn cô đơn, hay là tại hay là em có thích làm việc theo nhóm không? Hỏi câu nào để không bị block đấy. Hỏi câu 2 hả? Ok. Em có thích làm việc theo nhóm không? Yes, có chứ. Em thích xem gọi là những người xung quanh em có thể gọi là đưa ra được cái ý tưởng như thế nào. Em nặng bao nhiêu ký này? Vậy là em có ba con chó à? Giờ chắc mình hỏi câu này quá. Vậy là em có ba con chó? Đúng rồi. Em có một con Doberman, một con Sô-cô-la và một con Beagle. Cái phẩm chất độc hại nhất của em là gì? Em có thích nacho nướng không? No. Thành thật mà nói thì em có nghĩ rằng anh xấu trai lắm không? Ê! Câu này hỏi được. Mấy friend ạ. Bây giờ chỉ có hai câu này mình đấy hỏi thôi này. Hai câu này là hợp lý thôi này. Đó là phẩm chất độc hại nhất của em là gì? Với lại cái câu gọi là thành thật mà nói thì em có nghĩ rằng là anh xấu trai quá không? Hình như câu dưới này dễ hơn hả? Câu dưới này đỡ bị block hơn á. Ai lại đi hỏi tự dưng là cái xấu nhất của em là gì? Tốt khoe xấu che mà. Hỏi cái này đúng không? Ok ok. Thành thật đi, em có nghĩ rằng anh xấu trai lắm không? Sao anh làm em cái điều đây? What the hell? Tôi không hiểu. What's up kia vậy? Hello? Sao mấy fan lại bảo mình chọn câu 2? Mấy fan dò mấy fan hết. Ý là nếu trả lời có thì sao? Hình như đâu được hỏi câu đó đâu. Nếu trả lời có thì khác nào là ngầm định là thích mình rồi. Mà nếu trả lời không thì bảo cái con này là cái loại đánh giá người khác và về ngoài à? Cái kia thì khác. Là vô năng lực. Jesus. Hello Necta. Mình đang chơi game gọi là cố gắng kết nối với một cô gái mà bên em. Nói chung là game này là gọi là thế nào ta? Nên hỏi những câu nào và những câu nào không nên hỏi đối với một cô gái. Đó, tên chính xác và đầy đủ của tiếng Việt nhất của nó là đó. Em có chơi trò chơi điện tử không? Dạo này em đang chơi cái trò gọi là The Dating Game. Chính là cái trò này luôn đó. Bạn nào mà chưa biết tên game thì nó là game này này. Nó đang tự quảng bá cho tên game luôn này. Game rất là thú vị. Ừ, đúng là anh thấy thú vị thật. Hả, em chơi The Dating Game hả? Trò chơi ghét bỏ à? Đâu có. Ồ, em chơi trò chơi Dating Game sao? Đúng rồi. Mỗi lần chơi là một trải nghiệm mới mẻ. Nó giống như là một cái sự giải trí vô tận.
cũng có lý. Thế what the fuck? Cái thứ gì mà cực kỳ, à cái gì? Cái thứ gì mà rất đắt nhưng mà lại đáng đồng tiền? What the hell? Em nghĩ là sushi ấy. Sushi thì rất đắt nhưng mà ăn thì rất là ngon. Diễn viên yêu thích nhất. Em là fan của Jack Nicholson. Rồi ok, cái này giống lúc cái đầu rồi. Cái thực đơn mà Taco Bell thì em thích nhất là cái món gì? Để xem trả lời giống lần trước không nha. Đối với em á hả? Gà quả thân là món yêu thích nhất. À rồi rồi, nhớ rồi nhớ rồi. Gà quả thân. Taco Bell là nó thích gà quả thân nha mấy bạn em. Em có yêu thích cái con động vật gì cụ thể không? Em nghĩ em là một người yêu chó. Dạo này cái gì đây? Em có hay gặp bạn thân của mình không? Hay là cách mà em gặp bạn thân của mình là như thế nào cái gì đó? Em gặp thông qua anh trai của em từ rất lâu rồi, khi bọn em mới có 8 tuổi đấy, em nghĩ là vậy. Đến khúc này là bắt đầu đau đầu rồi đấy. Đây đây, khúc câu này mình chưa hỏi này. Cái bài thơ yêu thích nhất của em có không? Có chứ. Em rất thích gọi là Bon Doc của Eva HD. Ok. Thành thật mà nói em có nghĩ anh xấu trai không? Câu này không được hỏi đâu. Thôi chết rồi. À đây 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 đây. Em có nuôi cái con gì không? Dạo này em nuôi 2 con chó. Con còn lại giết rồi à? Hay là bán nó rồi? Mới đây còn 3 con mà. Sashimi thì đắt lắm hả? Sashimi là cái quái gì? Này nó kêu sushi mà. Tôi chết rồi. Help. À đây 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 đây. Bài thơ yêu thích nhất của em là Bon Két hả? Ủa? Hình như này là Bon Dog chứ đâu phải Bon Két. Mày hỏi câu này. Thường thường thời gian rảnh em hay làm gì? Thấy chưa? Game này bổ ích vãi cứt. Mình học được thêm một câu mới này nè. Mình sẽ ghi nhớ câu này, mai mình đi hỏi crush. Em thích vẽ lắm. Và em ước rằng là em vẽ đẹp. Ok. Nhớ nha mấy bạn, ghi ghi thuộc lòng vào trong đầu đi. Em cũng muốn học thêm cái ngôn ngữ gì khác không? Tiếng Nhật. Hả? Bây giờ em lại thích học tiếng Latin à? Ok. Tại sao em vẫn độc thân vậy? Tháng này em làm được bao nhiêu tiền? Shit. Em muốn học tiếng Italia hả? Wait what? Wow. Cái này mình hỏi rồi nè. Dạo này em có đi đâu thú vị không? Chắc là cái này. À khoan, em thích vẽ trong thời gian rảnh của mình hả? Mình phải đi sâu thêm vào cái nhánh hồi nãy. Ủa em nói vậy khi nào? Ủa? Hồi nãy em nói vậy mà. Hay là anh dịch lộn? Hello Trâm em. Toàn câu chí mạng. Holy. Hello Tumin mấy vẹt. Mình đã bảo là mình không phá đạo game này, mình không chơi game khác mà mấy vẹt. Hello. Mấy vẹt chán rồi, mấy vẹt chuyển kênh đi. Mối quan hệ của chúng ta là gì mấy vẹt? Em có phải là một người gọi là thức dậy vào buổi sáng không? Vì một lý do nào đó mà em không thể nào tiếp tục ngủ được. Cho nên em là một người thức dậy vào buổi sáng. Wow, thay đổi ghê con. Vậy là em thức dậy vào buổi sáng thật sao? Đúng rồi, những con chim gọi là dậy sớm thường thường bắt được nhiều sâu hơn. Hay là cái gì vậy á? Ừ, đúng rồi đó. Thế em có muốn trở nên nổi tiếng không? Không. Em trân trọng cái sự riêng tư của mình hơn. Ok. Em đến từ đâu ấy nhỉ? Đến từ Việt Nam thì em hết hồn luôn. Em đến từ một thị trấn nhỏ ở Michigan. Ok. Thế tác giả yêu thích của em là tên là gì? Nếu như em được chọn, có lẽ em sẽ chọn Clive Barker. Trí nhớ của tôi. Em đến từ đâu? À, cái này hỏi rồi.
Em có muốn học thêm cái ngôn ngữ gì không? Trí nhớ mình đang bị gì đè mấy bạn ơi. Em muốn học tiếng Latin, ok. Giống rồi này, giống rồi này. Shit. Đây. Menu trong Taco Bell. Gà quả thân chắc luôn. Biết ngay mà gà quả thân mà. Dạo này em có hẹn hò với ai không? Shit. Em đến từ New Hampshire gì đấy à? Đâu phải. Em muốn học tiếng Italian à? Không phải, không phải tiếng Ý đâu, bậy rồi. Clive Wolfer là thằng nào? Không phải. Em là người buổi sáng hỏi rồi mà. Em muốn học thêm ngôn ngữ gì không? Này nó vừa trả lời là Latin rồi. Dạo này em có đi đâu chỗ nào gọi là thú vị không? Em đã đến Ý rồi. Ghê. Em có muốn có con không? Em thích nacho nướng không? Câu này hỏi rồi mà. Em muốn nổi tiếng không? Em nặng bao nhiêu ký? Shit. Hình như là phải hỏi câu này này. Cái sở thích gì mà rất xấu hổ mà có thể nói ra được? Sở thích gì? Xấu hổ nói ra, nói đi. Em xem Ludwig trên tờ Wix. À rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Tên em là gì? Không, thực sự mình chả biết con này tên gì mà bên đây này. What? Em đến từ Michigan à? Ủa phải không ta? Alo, mình cần sự giúp đỡ đến từ khán giả Maven. Xin gọi gọi điện thoại cho người thân. Câu trên với câu dưới câu nào Maven? Hỏi em muốn mấy đứa là sao? What the fuck? Không được đâu, câu đó không được đâu. Bây giờ hỏi câu trên là em tên là gì? Hay là câu dưới là em đến từ Michigan hả? Có chắc không đấy? Dưới hả? Liệu ổn đấy. Mình chọn câu dưới nha. Không đúng thì Manatee bị cấm chat 5 phút nha. Em đến từ Michigan à? À, gia đình của em vẫn sống ở đó. Cho nên là em hay đến đó lắm. Có thể là anh đi với em đi. Thi thoảng á. Tất nhiên rồi. Chưa gì em đã mời về ra mắt gia đình rồi kìa. Hạnh phúc quá. Mới có 5 giờ 50 thôi mà đã như thế rồi. Vậy là em xem thằng Ludwig trên tục. À không phải, Ludwig chứ không phải Ludwig. Tác giả yêu thích là Clive Wolfer. What? Em muốn học thêm ngôn ngữ gì không? Là sao? À đây đây đây, câu này mình chưa hỏi. Cái con gì mà em thích nhất? Con chó đúng không? Rùa ta rất là gọn gàng. Giờ em có gặp ai nổi tiếng không? Tên em là gì? Cái nào câu này mình hỏi rồi. Hôn nhân mình dám hỏi. Người buổi sớm hỏi rồi. Em muốn học thêm ngôn ngữ nào khác không? Thôi chết rồi. Mình đang băn khoăn giữa hai câu này mày, câu bên trái với câu bên phải, câu 1 với câu 2 đó. Câu 1 là dạo này em có gặp ai nổi tiếng hay không, và câu 2 là em có muốn học thêm bất kỳ cái ngôn ngữ nào khác hay không. Hỏi câu nào đây? Câu 1 đi cho nó chắc ăn này. Câu bên trái đúng không? Ừ, đúng. Dạo này em có gặp ai nổi tiếng không? Có chứ, em gặp Ryan Gosling ở trong một cái tiệm tạp hóa ở Los Angeles đấy. Chết cha rồi. Favorite animal là hình như này mình hỏi đúng không? Nó nói là rùa. Em đã đến Spain. Spain là nước nào? Mình biết. Em có chơi game không? Mình chưa hỏi này. Chưa hỏi câu này, mình chưa hỏi. Trong cái lần chơi này. Dạo này em chơi cái trò chơi tên là The Dating Game. Ui, game này thú vị lắm. Đúng rồi, chính xác. Em cao bao nhiêu mét? Em đến từ Michigan hỏi rồi. Cuốn sách yêu thích nhất của em. Đây, cuốn sách yêu thích nhất của em là gì? Câu này chắc ăn này. Có lẽ là cuốn sách Ngọn Lửa Tàn, nếu như em có thể chọn. Ngọn Lửa Yếu Ớt ấy. Nơi lạ lùng nhất mà em đã từng đến là nơi nào? Hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Có một cái thị trấn ở California, người ta gọi là Weed. Em có muốn nổi tiếng không? Mình hỏi cho ta không biết. À đây 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 đây. Em có hay sử dụng mạng xã hội không? Cái gì đây trời?
Em rất là ám ảnh với việc đăng hình lên Instagram. Ok. Tháng này em làm được bao nhiêu tiền? Em sợ cái gì nhất? Đây đây, cái này mình chưa hỏi. Em sợ gì nhất đấy? Abandonment, sự bỏ rơi đó. Thế em hay lên mạng xã hội lắm à? Đây đây, từ từ. Không, đừng hỏi câu này, hỏi câu này chết đó. Hỏi câu này đi. Em có hay chơi thể dục thể thao không? Không, em thực sự cũng thích chơi thể dục thể thao cho lắm. 6 giờ 30 rồi kìa, mới về gần được 8 giờ rồi đó. Được nửa quãng đường rồi đó. Em có dành nhiều thời gian trên Twitter không là sao? What the hell? Bản nhạc yêu thích trong game tên gì? Câu này anh chưa hỏi lần này này. Em nghĩ đó là Ma-A-Go. Rồi ok. Ma-A-Go mày phải đen. Tháng này em làm được nhiêu tiền? Em đến từ đâu? Câu này hỏi rồi. Em đã đến Hatch chưa? Eo, chương trình TV yêu thích nhất của em là gì? Đang hỏi cung nha mấy bạn, đang hỏi cung đấy. Em thực sự thích Hannibal ấy, giống anh, cái này giống anh. Anh thích ăn thịt người lắm. Tên em là gì ấy? Nói chuyện được khoảng 1 tiếng 40 phút rồi mà vẫn chưa biết tên em. Clive Wooster là cái gì? Tại sao em vẫn độc thân? Eo. Why are you still single, my friend? Tại sao em vẫn độc thân? Hay là công việc mơ ước của em là gì? Công việc mơ ước của em là gì đi? Em luôn luôn muốn được trở thành một họa sĩ. Wow. Em có hay hẹn hò như thế này không? Do you like working in a team? À, đây câu này mình chưa hỏi. Em có thích làm việc theo nhóm không? Tất nhiên là có rồi, đúng không? Yes. Em thích xem những người khác có những cái ý tưởng như thế nào. Đúng. 6 giờ 50 rồi, mấy friend. 1 tiếng 10 phút nữa. Mình chỉ cần hỏi nó thêm 7 câu nữa. Mình chỉ hỏi được 7 câu nữa là mình phá đảo game này, ok? Tháng này là được nhiêu tiền? Em muốn trở thành một họa sĩ á? Đâu có. Nó muốn trở thành một artist, là một người nghệ sĩ. Câu này hỏi rồi. Cannibal à? Wait, what? Cannibal là cái quái gì? Hannibal. Hannibal là bác sĩ ăn thịt người, còn Cannibal là phim ăn thịt người rồi. À đây, your favorite animal is turtle. Cái con yêu thích nhất của em có phải là con rùa không? Câu này là câu hỏi đúng nhất nè. Câu này mình hỏi cho ta. Em có muốn học thêm ngôn ngữ gì không? Nơi lạ lùng nhất nó vừa trả lời rồi, một nơi tên là Wheat, Michigan mình hỏi rồi. Bây giờ có hai câu này thôi mấy friend. Câu thứ nhất, con yêu thích nhất của em phải là con rùa không? À quên, lộn. Nếu mà dịch của tiếng Việt nghe nó vừa vừa tai, hay là vậy là em thích con rùa nhất hả? Cái nơi này, câu này mình hỏi rồi Lộc. Chưa biết được, từ từ để mình xem hết game như thế nào. Mình hỏi câu 1. Đúng rồi, Phú Lê mà câu 1 kìa. Vậy là con rùa em thích nhất phải không? Đúng rồi. Rùa thì nhanh hơn mọi người nghĩ đấy. Anh có biết điều đó không? Nhanh hơn cái chỗ nào? Nhanh hơn con ốc sên nhưng nhanh hơn ai? Em có muốn có con không? Dạo này em có gặp ai nổi tiếng không? Hình như câu này hỏi rồi mà đúng không? Cái sở thích mà em không dám thừa nhận. Thôi chết rồi. Em có muốn nổi tiếng không? Mình hỏi rồi đúng không? Chết cha rồi, hỏi nhiều quá bây giờ bị lú lẫn rồi. Em có Patreon không là sao? Help. Giúp mình vắt mấy vé đen. Câu 1 hay câu 2? Này giờ mình chơi nhiều quá mình bị lú rồi. Câu nào mình chưa hỏi ta? Cái gì mà only fan, only fake gì đây? Dạo này em có gặp người nổi tiếng nào hay không? Hình như này nó có trả lời là gặp thằng Rhino gì đó ở trong tiệm tạp hóa mà đúng không? Sở thích xấu hổ nhất mà em không dám thừa nhận là xem Ludwig trên Twitch. Nhưng mà nó mình hỏi cho ta. Này giờ mấy fan có nhớ vậy không vậy? Hay là mấy fan ngồi coi không thôi vậy? Alo, lục lại trí nhớ của mình coi nào. Mình đang thiên về câu thứ ba này hơn. Câu thứ hai thì mình hình như hỏi rồi ấy. Hay là câu thứ ba mình hỏi rồi ta? Cái gì hỏi rồi Phú Lê? Nói thì nói cho rõ chứ. Câu nào hỏi rồi? Hỏi cô muốn có con không? What the hell? Có ba hỏi rồi à? Oh no. Thế câu hai thì sao? Dạo này em có gặp ai nổi tiếng không á? Câu này mình hỏi rồi nè.
Em có muốn nổi tiếng không? Nó trả lời là không. Nó thích sống cuộc đời kín đáo, my friend. Câu này là câu mày hỏi đầu tiên luôn rồi, không hỏi lại được nữa. Cô ba hỏi rồi đúng không? Câu 1 đi là em có muốn có con không hả? Ừ, hai người nói vậy luôn. Câu 8 hỏi rồi. Câu 2 hỏi rồi luôn. Rồi thôi mình hỏi câu 1 nha. Coi như là một bài học cho mấy fan sau này có đi tán gái thì nhớ nghe chưa? Ai giờ mình cũng bảo chọn câu 1. Ý là sau này mấy fan có đi tán gái á, nếu như mà bây giờ trong game này mà mình không bị kích á, không bị nó từ chối á, thì sau này mấy bạn có thể hỏi là mấy bạn bạn nữ tương lai em có thích có con không. Mình nghĩ thì cũng đâu có gì nặng nề lắm đâu đúng không ta. Giả sử bây giờ mà đi tán gái mình hỏi câu đó, cái gì mà đừng con lợn Netflix này. Hello Phạm Huy, mấy bạn không nghiêm túc đi, nghiêm túc đi. Giả sử như mà có thể là mỗi nền văn hóa mỗi khác, nhưng mà châu Á mình, em có thích có con không? Câu hỏi đó bình thường mà, phải trả lời là có chứ đúng không? Lại trả lời không. Thôi mình chọn câu 1 đây, nhiều người bảo chọn 1 vậy. You want to have kids? Sao anh lại hỏi cái câu đó? Bạn bị từ chối bên em. Kìa. Nhớ lại đây nhá, sau này gặp thì đừng có hỏi. Sau này nếu mà có đầu mà con nảy ra cái đó thì nín. Tự lấy tay bịt mồm lại mày bên. Chúng ta phải nói chuyện đến 8 giờ tối sao? Ok. Dạo này em thích làm gì á? Giờ này em muốn học vẽ. Em nghĩ là vậy. Ok. Em muốn học vẽ à? What the fuck? Vẽ with draw khác nhau chỗ nào trời? Cái này chơi chữ à? You want to learn to paint? You want to learn to draw? Em muốn học vẽ hả? Chắc em phải bắt đầu sớm thôi. Tại vì nghệ thuật nói chung cần rất nhiều thời gian để có thể trau dồi được. Ừ, em nói đúng đó. Cái thành tựu mà tuyệt vời nhất mà em tự hào là gì? Em đã được giải nhất trong một cuộc thi marathon. Ủa chứ sao em bảo lúc này là không phải là người thể dục thể thao? Em mồm điêu quá à. Dạo này em có đi chỗ nào thú vị không? Em đã đến Pháp rồi. Ok. Thế em có hay chơi thể dục thể thao không? Em mà nói không, anh bay qua anh đấm cho mấy. À quên. À em chơi đá banh với bạn của em à? Đôi lúc. À thì đấy, thế này nghe bảo giải nhất marathon mà lại bảo không chơi thể dục thể thao thì nó hơi điêu. Chết cha rồi. Thế em có hay chơi thể dục thể thao không? Ủa anh hỏi câu đó rồi mà. Ủa thế hả? Có biết đâu. Xin lỗi. Ý là tưởng câu đó nó khác với câu hồi nãy chứ. Ê, nghe. Cảm ơn anh đã đến. Cảm ơn em vẫn chưa đi. Cô bé hơi lưỡi. Em có tình cờ có thích một loại cocktail gì đó không? Em không thích rượu bia cho lắm. Đấy, thế có phải đơn giản không? Thế là em không uống rượu uống bia gì hết à? Bố mẹ của em thì nghiện rượu. À, em không muốn giống bố mẹ của em. Ok. Thế bài thơ yêu thích của em có không? Bài thơ yêu thích của em đó là gì? Đó là Tôi quay trở lại tháng 5 của Sharon O. Thức ăn yêu thích nhất của em là gì? Gà quả thân. Em ăn pasta mỗi tối. Có vẻ như đó là một vấn đề luôn rồi đấy. Pasta là cái đất gì? Thế là em thích nhất là cái món pasta hả? Vậy đơn giản là vậy. Nó rất là tuyệt vời bởi vì là nó có rất nhiều hình thù. Có cả 100 cái loại nước sốt và có rất nhiều cách để nấu nó kết hợp lại với rất 100 cái gì đó đĩa thêm gì đó. Đôi lúc là pasta nằm ở bên cạnh. Vậy mới nói xong à. Xin lỗi anh nghe không hết. À vậy là bài thơ yêu nhất thích nhất của em là Tôi quay trở lại tháng 5 hả? Wait what? Ê cái này đúng rồi nè. Your favorite poem I go back to May này. Tôi quay trở lại tháng 5 này đúng rồi nè. Bài thơ Tôi quay trở lại tháng 5 là bài thơ yêu thích nhất của em sao?
Do what you are going to do, and I will tell about it. Làm những gì bạn sẽ làm và tôi sẽ nói về điều đó. Em thấy thơ thì rất là liên quan đến cuộc sống gì đó. Diễn viên yêu thích nhất của em, Ryan Gosling. Rồi ok. Cuốn sách yêu thích nhất của em. Kể từ cấp 2 em đọc sách nhiều lắm. Chết cha rồi, nó vừa nói cái gì mình kịp đọc, mình kịp nhìn chứ. Ryan Reynolds là thằng khác rồi. Ê, hồi này nó có phải nói là cuốn sách Artemis Fowl gì không ta? À đây, 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 đây. Câu này chưa hỏi này. Thực đơn yêu nhất, yêu thích nhất của Taco Bell. Gà quả thân. Ban nhạc yêu thích nhất của em. Nhanh lên để speedrun một game này. Chắc là Ma-A-Go đấy. Rồi ok, nhớ rồi. Có một nơi nào mà em thực sự muốn đến không? Hello, mình Pate, mình Pate. Em rất là quan tâm đến London. Này nó bảo có phải sang tầng Ago không ta? Ma-A-Go hả? Ok ok, cảm ơn Ajinami mình Pate. Em có thích hoạt động ngoài trời không? Có chứ. Em dành hầu hết thời gian của em bên ngoài. Thế dạo này em có gặp ai nổi tiếng không? Em đã gặp Ryan Gosling ở trong một tiệm tạp hóa ở Los Angeles. Sao tình cờ quá vậy? Thật có lợn nhân vật này các bạn. Em đã gặp Ryan Reynolds rồi sao? Phẩm chất độc hại, không dám hỏi mày bên em. Thôi chết rồi. Giờ hỏi câu nào đây? Câu này mình hỏi rồi nè. Ryan Reynolds không phải đâu nè. Gặp Ryan Reynolds không phải, yêu thích Ryan Reynolds cũng không phải đâu nè. Em có hay làm chuyện này không? Mình không dám hỏi câu này thì mình sợ. Câu này 50-50 lắm, dễ bị red zone lắm. Người trong nhà thì không phải, mình vừa hỏi nó bảo nó là người ngoài nhà rồi. Phẩm chất độc hại mình cũng không dám hỏi. I go back to May, cái này mình hỏi rồi. Em thực sự không uống sao thì mình cũng hỏi rồi. Câu số 5 hả? 1, 2, 3, 4, 5. Are you sure about that? Ryan Gosling là mình đó Dũng. Literally me. Chắc không đó. Con này đi stalk. Mình sẽ chọn câu số 5 theo lời Phú Lê nha. Nhưng mà câu này mình hỏi rồi. Thấy chưa? Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà. Bạn đã bị từ chối mày về đây. Để mình đoán nha, Phú Lê ngoài đời giờ chắc cũng đang độc thân, chắc cũng đang ế. Ế có năng lực luôn mày bên em. Nãy giờ giúp mình hai lần sai hết cả hai. Không sao, cố gắng lên Phú Lê. Không ai là hoàn hảo mà. Cho nên là tối ngày hôm nay chúng ta hãy cùng trở nên hoàn hảo nha. Câu hỏi đầu tiên mấy friend nên hỏi các bạn nữ khi mà gặp họ là gì? Đó là thường thường cái thời gian rảnh á, em hay làm gì vậy? À, em thích vẽ lắm. Em chỉ ước là em vẽ đẹp hơn mà thôi. À, vậy là em thích vẽ trong thời gian rảnh sao? Đúng rồi, có thể vẽ nó là một cái sự sáng tạo rất là tuyệt vời đấy. Em thực sự thích vẽ cái chân dung. Có thể là một ngày nào đó em sẽ vẽ anh. Ok. À, em dạo này có nuôi con gì không? Em có 3 con chó, lại nhận thêm con rồi. Hoặc là cái con đi lạc nó trở về rồi. Chương trình TV yêu thích nhất của em là gì? Breaking Bad, không cần nghi ngờ gì nữa. Cái này giống anh đó. Thế cái người diễn viên yêu thích nhất của em là gì? Anh nói em rồi mà. Ủa? Anh lộn. bấm lộn vào TV show bên đây. Fuck, mình tưởng là favorite actor. Ê, cảm ơn anh đã đến. Không biết là lần thứ mấy. Đánh mất khái niệm về thời gian với lại không đếm được số lần nữa rồi. Chúng ta thực sự mới nói chuyện đến 8 giờ sao? Cái gì mà 7:22 đấy biết. Bản nhạc yêu thích nhất của em là gì á? Em lúc nào cũng thích
TV on the road. Ok, thật là một cái tên tuyệt vời. TV. Wait, what? TV on the radio chứ? Hay là radio on the TV? Không không, TV on the radio. Ban nhạc TV on the radio sao? Đúng rồi. Bài hát yêu thích nhất của họ đó chính là Starring Edder gì đó. Chưa kịp đọc. Công việc tệ nhất. Halloween đúng không? Cuộc phỏng vấn tệ hại nhất là Dairy Queen gì đó. Không biết. Ban nhạc yêu thích nhất của em là gì? Hình như mình hỏi rồi mà đúng không? Em thích ở bên ngoài hay là ở bên trong? À quên, lộn, sở thích bên ngoài hay bên trong nhé. Em thích leo núi suốt suốt mỗi ngày. Em thích leo núi, ok. Holy shit. Chương trình TV yêu thích nhất của em là gì? Em thực sự thích Hannibal à? Ok. Nice. Rất mừng em không thay đổi. Cười dữ vậy? À, thích thì cười thì chứ có gì đâu. Dịch, lười dịch quá nên là dịch ngắn ngắn đó mà. Dịch ngắn gọn cho dễ hiểu. Theo em thì cái thứ gì mà thực sự rất là đắt tiền nhưng mà rất đáng cái đồng tiền đó hả? Art supply là sao? Đồ tiếp tế cho nghệ thuật. What the fuck? Thành tựu lớn nhất đời của em là gì? À, em giành được giải nhất cuộc thi marathon. Ok, bắt đầu trí nhớ của mình bị bắt đầu bị đè rồi đó. Bắt đầu không biết cái nào là cái nào rồi đó. Em nặng bao nhiêu ký nhỉ? Em đã từng phỏng vấn Dairy Queen rồi sao? Em nói vậy bao giờ? Ủa? Tôi muốn bỏ cuộc quá, nhưng mà không được. Tôi phải cố gắng lên. Never give up, my friend. Hồi nãy nó nói về bà ta đúng không? Này nó bảo là từng phỏng vấn ở Dairy Queen và nó rất là cái gì đó, đó là không thích gì đó. Cái con mồm điều thật đấy chứ. Cái sở thích mà em rất xấu hổ đó là sở thích gì? Em xem Ludwig on the Witch. Jesus, mình tí về coi thằng Ludwig là thằng con lặn nào cái này. Vậy là em thích coi Ludwig trên the Witch thật sao? Ừ, em coi mỗi buổi stream luôn. Em đã giành được cái phần quà trên đó vì đã theo dõi nhưng mà anh ấy đã lừa em. Diễn viên yêu thích nhất của em là Jack Nicholson. Ok. Nơi lạ lùng nhất mà em đã từng đến. Có một nơi ở Oregon được gọi là Post. Nó thực sự là một cái bưu điện thôi. Em có muốn học thêm ngôn ngữ gì khác không? Để mình đoán nha. Chắc là Latin này. Hơi xấu hổ một chút. Nhưng mà em nghĩ là em muốn học tiếng tiếng Nhật. Ok. Em có thích mưa không? Ôi em mưa, yêu mưa lắm. Em có thể chịu đựng khi mà trời gọi là quang đãng. Thế thì em thích ở bên ngoài. Em thích hoạt động bên ngoài hay hoạt động bên trong? Em thích leo núi. Em rất thích leo núi. Cái gì em đến toát toát là cái quái gì? Do you like the rain? Em thích mưa lắm à? What the hell? Cái này hỏi rồi mà. Jack Crawford là thằng nào? Giờ hỏi cái gì đây mấy fan? Ban nhạc yêu thích nhất mình chưa hỏi nè. Alave. Không ai có thể cạnh tranh được với Alave. Em thích leo núi à? Wait what? Em có nghiện rượu không? What the hell? Actor mình hỏi rồi mà. Này nó trả lời rồi chứ đó. Jack Crawford gì đó. À đâu lộn lộn Jack gì con Ludwig gì đó. Câu này hỏi rồi, tôi chết cha rồi. Cái này hỏi rồi. À đây đây đây, Taco Bell, Taco Bell. À là vay là cái gì? Ban nhạc hay là cái gì yêu thích nhất đúng không? Em thích gà quả thân ở Taco Bell.
Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao em vẫn độc thân vậy? Em thích Jack Crawford à? Favorite band hỏi rồi, tôi chết rồi. Này con kia nó kêu là climbing, rock climbing có nghĩa là leo núi, chứ còn đây là leo núi này là khác, hiking có nghĩa là đi bộ lên núi. Favorite actor hình như này nó trả lời rồi mà đúng không? Mình cần sự trợ giúp. Câu 1 chắc chắn là không phải, tại vì nó phải là Alive mới đúng, chứ không phải là Always. Chọn số 5 đi hả? 1, 2, 3, 4, 5. Tại sao em vẫn độc thân? Hả? Are you sure about that? Hải Đăng bảo là chọn câu 5 đi. Tất nhiên là hỏi tuổi thì không được rồi. Ai lại đi hỏi tuổi con gái bây giờ? Hỏi là em vẫn độc thân hả? Câu này không đúng đâu. Câu này sai đấy. Câu số 7 thì là sai. Câu 8 thì là sai. Câu này hỏi rồi. Câu này cũng hỏi rồi. Nói chung 4 câu này vứt. Chỉ còn 4 câu bên này thôi. Câu này thì không nên hỏi. Câu này thì nhầm rồi. Vậy là chỉ còn 2 câu này thôi. Favorite actor với lại single thôi. Jack Nicholson kìa. Mi nó bảo Jack Nicholson rồi kìa. Vậy thì là vài câu này thôi. Tại sao vẫn độc thân? Sao anh lại hỏi vậy? Lần cuối nha mấy bạn, mình muốn bỏ cuộc lắm rồi. Thôi coi như là ế do thực lực đi. Mất thời gian lắm rồi, mình chơi game này. Mình chơi game này 56 phút rồi. Ôi vãi cứt. Thôi chơi thêm 5 phút này cho đủ 1 tiếng nữa mấy bạn ạ. Xong rồi mình bỏ cuộc thôi, chấp nhận số phận mấy bạn. Có những người ế thì ế mãi, không bao giờ thoát ế được đâu. Cho dù cố gắng đến bao nhiêu tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Em thích thức ăn gì nhất? Em thích ăn cơm chiên. Ok, em thích ăn cơm chiên thật sao? Em gọi đó là bạn gạo. Thế còn Taco Bell, ở Taco Bell thì em thích ăn cái gì? Em thích ăn gà quả thân đúng không? Diễn viên yêu thích nhất của em Nicolas Cage không phải à? Jodie Foster, một nguồn cảm hứng lớn mấy fan. Ghi lại cho mình đi, Jodie Foster kìa. Ghi lại để cho ông tí mình hỏi ông ra, mấy fan trả lời được mình đấm mấy fan đấy. Cái gì mà Next Chicken Chapula là cái đinh gì đấy? Fried rice. Favorite food, mình hỏi rồi mà. Vậy là thức ăn yêu thích nhất của em đó là gạo chiên sao, cơm chiên sao? Chúng ta đã nói về vấn đề rồi mà. Ngắn quá nên làm lại mấy bạn. Đây mới là lần cuối cuối này. Hồi này là lần cuối ngắn. Thôi không cần ghi nữa đâu. Không cần ghi Jodie Foster nữa đâu. Tí nó đổi lại mà. Miệng lưỡi con này không có xương ok. Anh cay rồi đến chứ vậy. Thành tựu lớn nhất đời của em đó là gì? Giải nhất trong một cuộc thi marathon. Em đã chạy marathon thật rồi sao? Thằng lận nhân vật hỏi nhiều câu đau đầu quá. Ừ đúng là như vậy. Em chạy trong thời gian rảnh cho vui thôi. Và để luyện tập thể dục thể thao. Thế cái tác phẩm nghệ thuật mà nó thú vị nhất em đã từng thấy là tác phẩm gì? Đó chính là bức tranh Ivan, Sự Kinh Hoàng và Đứa Con của Ivan. Em đã gặp bạn thân của em như thế nào? Em đã gặp bạn thân của em thông qua anh trai của em từ lâu lắm rồi, lúc em mới có 8 tuổi ấy. Cuốn sách yêu thích nhất của em là gì? Manga có tính không? Oyasumi Punpun là cái tiểu thuyết yêu thích nhất. Dạo đây em có coi bộ phim nào mà nó ngầu lắm không? Hay lắm không? Bạn của em đang giới thiệu cho em bộ phim La La Land. Em đến từ đâu á? Em đến từ Seattle, Washington. Nhưng mà sau đó em chuyển đến khi em đang còn nhỏ. Em đọc Ohio Pun Pun à? Phải không? À đâu đâu, Oshisumi Pun Pun. May quá, Yadami nó ghi trên kênh chat. Em là đến Portland là Phần Lan à? What? Em chạy marathon hỏi rồi. Em làm gì trong thời gian rảnh? Mình hỏi chưa?
Mình bắt đầu bị déjà vu rồi, không nhớ cái gì nữa hết. À lộn, nhầm, bị Parkinson nha, lộn. Ivan Ivan the Terrible là câu này rồi. Free time nó làm gì mình chưa hỏi đúng không? Cuốn sách yêu thích nhất là, wait, what the fuck? Cái gì chưa hỏi? Oh, thank you Lý Mặc Sầu vì năm có viên event, thank you. Chúc mừng Yuta my friend, Zero my friend, Best friend my friend, Tú Hồ my friend với một bạn có tên toàn tiếng Trung Quốc. Lì xì cho 5 bạn. Ừ, nhưng mà Dũng ăn hết, mấy bạn chỉ được cái tiếng thôi. Dũng ôm hết cái miếng my friend. Câu nào chưa hỏi cho nó biết. Free time hình như là rồi á. Nghiêm túc đi, đây là lần cuối cùng rồi, mình không muốn fail đâu. Mình muốn phá đảo game này thật sự kìa, để lại một cái tiếng thơm cho đời không. Tại vì đời toàn tiếng thúi không. Câu này chắc chắn không phải. Portland là Phần Lan, em đến từ Phần Lan chắc chắn không phải. Nó bảo đến từ Seattle mà Washington mà. Hai con này vứt đi này. Favorite book, cuốn sách yêu thích nhất hình như là mình chưa hỏi thì phải. The Piece of Art là cái Ivan the Terrible đấy, có nghĩa là câu này cũng vứt. Ohio Pun Pun là cũng vứt, là hai câu này vứt, hai câu này vứt, chỉ còn hai câu này với hai câu này thôi. Achievement mình trả lời rồi, hỏi rồi là marathon này, bạn thân hỏi rồi, bây giờ chỉ còn hai câu này thôi. Hai cái câu là em làm gì với cái thời gian rảnh của mình với lại cuốn sách yêu thích nhất của em thôi. Dịch đi rồi hãy đăng cứu được ở thì đó. Giờ chỉ có hai câu hỏi là mình chưa hỏi này. Thời gian rảnh em làm gì? Cuốn sách yêu thích nhất của em là gì? Book nó trả lời là Osasumi. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Book nó bảo là tiểu thuyết có tính không? À manga có tính không? Vậy là câu này này, câu này chưa hỏi. Thời gian rảnh em làm gì á? Em thực sự không có làm gì hết á. Ừ, được. Sống đời đơn giản. Mấy cái dưới này là vứt hết rồi này, còn cái trên thôi. Em đi học để làm gì? Em đi học để cố trở thành y tá. Ok. Thế em có ước mơ gọi là công máy đầu cọt. Thank you Lý Mặc Sầu vì năm của viên bên bên tiktok. Kaboom. Công việc mơ ước của em là gì? Em luôn luôn muốn được trở thành một người nghệ sĩ. Dạo này em có gặp ai nổi tiếng không? Cái tiếng chèo 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 nó cứ nhảy vào cười ấy. Tôi chết rồi, mãi mê nhìn cái tiếng chèo chèo con lợn sang. Nó vừa trả lời cái gì á? G đang khúc quan trọng của lặn sang này. Ê yo, bạn nào này tua lại cho mình biết được cái tên cái gì đó. Favorite actor, à quên, gặp người nổi tiếng chứ lộn. Sang vào không đúng lúc gì. Ajinami tua lại ghi cho mình gọi là người nổi tiếng nó vừa gặp gần đây nhất lại like á. Hungry Bot hả? Ok. Jeez. Thank you Lý Mặc Sầu nha. Thank you. Em đi học để làm gì hỏi rồi nè. Em bao nhiêu tuổi không được hỏi nè. Vậy là em đã gặp quả xoài rồi sao? Hungry Bot mà sao trên này ghi thành Mango? Không phải. Bức tranh yêu thích nhất của em có phải là Ivan the Terrible và bố của cậu Ivan đó không? Không phải đâu, con nhưng mà là bố. Em đã chạy marathon rồi sao? Cái này hỏi rồi. Em muốn trở thành một người vẽ tranh hả? Không phải đâu, bậy rồi đó. Thành thật mà nói em có nghĩ anh xấu trai không? Vậy là loại hết tất cả những cái câu này, chỉ còn một câu này thôi. Ai là người diễn viên yêu thích nhất của em? Em nghĩ đó là Jodie Foster. Ông ấy là một người cảm hứng rất là lớn. Rồi ok. Loại. Cái này mình chưa hỏi này. Cái câu mà lúc quýt trên tờ quýt gì đó. Đấy. Câu này mình chưa hỏi mà. Loại. Đây, câu này chưa hỏi. Em sợ cái gì nhất? Nghiêm túc đi mấy friend. Phá đảo game đi. Em rất là sợ ong. Ừ. Loại luôn nè. Loại. Đây. Cái thứ gì đắt tiền nhất nhưng mà lại đáng tiền nhất?
Em nghĩ rằng đó là sushi đấy. Sushi thực sự rất là đắt tiền, nhưng mà sushi ăn thì rất là ngon cái mồm. Loại này, em có phải là người thức dậy vào buổi sáng hay không? Ok, câu này mình chưa hỏi. Em đi học để làm gì thì hỏi rồi. What do you like about your worst friend là sao? Em thích cái thứ gì về người bạn tệ hại nhất của em? What? Câu này mình chưa hỏi mà. Vì một lý do gì đó, em không thể nào ngủ vào buổi sáng được, cho nên là em thức dậy vào buổi sáng theo thói quen vậy đó. Cuốn sách yêu thích nhất hỏi rồi đúng không? Em thích bên ngoài hay bên trong mình chưa hỏi nè. Vâng, em thích ở bên ngoài. Ok. Em đến từ đâu? Wait what? Mình hỏi con này cho ta. Không, mình hỏi bài hát yêu thích nhất đi cho chắc. Có rất nhiều bài hát mà em nghĩ rằng là em thích, nhưng nếu như được chọn một bài hát, em sẽ nói đó là bài Blue Honey của Luna Vacation. Blue Honey, Luna Vacation này bên em. Cuốn sách yêu nhất hỏi rồi. Đây rồi. Bức tranh Ivan rồi. Chạy marathon rồi. Sushi rồi. Sợ ong đây, không phải ong đâu. Beverage. Cái thức uống yêu thích nhất của em là gì? Thức uống yêu thích nhất của em là gì? Không gì có thể gọi là đánh bại được Mountain Dew, Baja, Nit gì đó. Ok. Đi học để làm gì? Cái gì xấu nhất của em? Cái này vừa hỏi xong. Em đến từ Poland này không phải đâu. Công việc yêu thích nhất, nó bảo nó muốn làm họa sĩ hay nghệ sĩ gì đó. Diễn viên yêu thích nhất của nó là Jodie Foster rồi kìa. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nó là ong. Ôi tôi chết rồi. Em chạy marathon chưa? Mình hỏi rồi rồi. Xong mấy bạn ơi, cứu mình với. Hết rồi. Mình vừa tự loại trừ hết những cái câu mình vừa đọc lên rồi, bây giờ không biết hỏi câu gì luôn. Cần sự giúp đỡ, nhanh lên. Cười cũng cức. Câu số 1 đó hả? Em đi học để làm gì á hả? Đủ mất nét của lại mình, mình hỏi rồi. Nó bảo nó đi học để trở thành y tá. Ồ mình hỏi chưa? Hỏi chưa ta? Không, hình như mình chưa hỏi câu 1 mà đúng không? Em đi học để làm gì á? Tra lại gợi ý đi, đang tra đây. Tên này chưa thấy ghi. Tên này chưa thấy ghi là nurse. Tên này chỉ thấy ghi là mấy cái thứ vớ va vớ vẩn. Dream job. Công việc yêu thích nhất của nó là gì? Nó bảo nó thích làm artist. Đó thấy chưa? Đây này. Dream job là hỏi rồi này. Bọn nắm bảo rồi là sao? Hello Bùi Diên Duy mày bên đây. Đang đi tàu à? Ừ. Ờ nhìn chưa là sao? Nhìn lên nghiêm túc đi mấy friend. Mình muốn phá đảo game này đấy. Chỉ có thể có mấy friend mới có thể giúp được mình. Nhưng mình bó tay rồi đấy. Câu này là không phải. Tại vì nó trả lời là ong rồi. Mình phải loại trừ những cái chắc chắn nhất đi. Rồi cái gì nữa? Em chạy marathon chưa? Hình như rồi mà đúng không? À chưa. À rồi chứ. Chạy chưa ta? Hình như là câu này nè. Câu này mới là câu nên hỏi bây giờ nè. Đúng không? Câu này không phải đâu. Câu này vừa hỏi xong. Ba câu này không phải, vứt nè. Chắc chắn luôn. Câu này không phải nè. Bốn câu này vứt nè. Actor hỏi rồi. Năm câu này vứt nè. Năm, sáu câu này vứt nè. Giờ chỉ còn hai câu thôi. À không, Dream Job hỏi rồi. Giờ chỉ còn câu 1 với lại câu cuối cùng thôi. Câu 1 với câu 8 thôi mấy bạn. Câu 1 với câu 8 theo Bình ấy. Câu 1 là em đi học để làm gì ấy. Mình ghi marathon ở trên kia. Có rồi hả? What the fuck? Phụ nữ thật khó hiểu. Help. Một hay là tám? Jeez. Câu đầu tiên luôn. Vậy là mình hỏi câu một nha. Em đi học để làm gì nha? Câu đi em đi học làm gì mình hỏi rồi mà. Ok, do mấy friend á. Em đi học để làm gì?
Em đòi hỏi anh câu đó rồi mà. À quên, anh nói em. Một tiếng 10 phút rồi mấy bạn ạ. Mình xin phép bỏ cuộc. Mình chấp nhận cái số phận của mình, ok. Đầy độc thân mấy bạn ạ. Tất cả cũng là nhờ mấy friend nữa. 90% là nhờ mấy friend. Nên mình mới ế đến bây giờ, ok. 10% là do mình. Bạn nào muốn chơi thì tải về mà chơi nhá. Hoặc là chơi trên web cũng được. Chúc mấy fan may mắn nha. Bạn nào mà phá đảo rồi cho mình coi cái ending với nha. Chụp hình cái ending đăng lên Discord hoặc là đăng lên đâu đó cho mình coi với. Mấy bạn mà trùm tán gái đồ á. Chứ mình chịu rồi.